Hôm nay chúng ta sẽ đến với trận chiến cuối cùng ở trong Steak World Legacy. Những chiến binh của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, các bạn thấy chưa? Trận chiến này có tên là phòng tuyến cuối cùng. Trận chiến cuối cùng, tất cả kẻ thù của bạn đã liên thủ với nhau và thề là sẽ tiêu diệt bạn. Vì đã gọi là hạ đánh tụi nó, những đội quân người que khác sẽ gọi là kết hợp lại với nhau để gọi là đánh mình các bạn. Trận chiến này giống như là kiểu một mình anh chấp hết vậy đó. Để mình xem coi bên kia như thế nào. Ai, wow, nhìn ghê các bạn. What? Ở nó qua đánh luôn kìa. Nó qua đánh mình luôn các bạn ơi. Giờ phải làm sao đây? Không được rồi, bây giờ mình phải làm sao đó để mình gọi là hạ chống đỡ chứ. Ê ê, từ từ. Nhanh, rút quân. Cẩn thận các bạn ơi, bây giờ nó qua nó gọi là nó tấn công mình rồi. Mình phải làm sao bây giờ? Đây rồi. Đó các bạn thấy không? Nó đang gọi là chuẩn bị đánh mình nè. Hiện tại bây giờ mình đang là vua cho nên là những đội quân người que kia gọi là rất là muốn gọi là chiến đấu với mình. Thôi bây giờ mình cho quân của mình ra đi. Let's go. Đấy, để nó đánh gọi là cái tượng của mình gọi là mất máu nhiều quá các bạn ơi. Cố lên. Chúng ta làm được. Đấy, thấy chưa? Rồi, lên. Hay lắm, đứng phòng thủ thôi. Bây giờ là nó đang... Ủa nó chạy rồi kìa các bạn ơi. Nó chạy rồi. Bây giờ mình đang cố gắng để mình gọi là hạ. Nó tấn công kìa các bạn ơi. Lên anh em. Đấy, này thì vô. Này nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho cung thủ ra. Trời ơi. Bên mình đánh với bên kia hơi bị căng quá các bạn ơi. Để cho mình cho thêm cung thủ ra các bạn. Cung thủ sẽ là gọi là hạ cái điểm mấu chốt trong trận chiến ngày hôm nay. Đấy, trận chiến cuối cùng mà không biết là hạ có chùm cuối không nữa. Bạn nào đã gọi là chơi rồi thì các bạn bình luận bên dưới là có chùm cuối không nha các bạn. Rồi, bây giờ là nhìn là các bạn thấy là bên nó mạnh hơn bên mình rất nhiều. Tại vì tụi nó đang sử dụng rồi khiên và nón lava. Rất là trâu nha các bạn. Thấy không? Bên mình chịu đâu có nổi đâu. Đấy, nhưng mà không sao, mình đang sản xuất ra mà các bạn. Cho nên mình cố gắng lên để tụi nó gọi là hạ sử dụng cung tên nó gọi là nó bắn tụi mình các bạn à. Không được rồi. Mình phải gọi là lên thôi. Chứ kiểu như vậy là mình thua chắc luôn. Lên. Đấy, lên luôn. Vô, cố lên. Đây rồi, chạy hả. Đừng để anh nóng, chạy đi. Thấy chưa, đánh lúc đầu, đánh dữ lắm. Lúc sau chạy, ê, lui. Bãi trọ, trời ơi, chạy không kịp. Mới vô mà nó đã tấn công tụi mình rồi. Là các bạn biết là trận chiến này nó sẽ gọi là hả khốc liệt như thế nào. Đấy, lên, chạy đâu con sâu. Ra đây, nó quay lại các bạn ơi. Lên em, rồi rút rồi. Tranh thủ các bạn ơi, mình đánh cái này của nó. Đánh tượng đi. Đúng rồi, cố lên. Phải lo mà đánh tượng chứ đừng có lo mà đánh người. Đấy. Rồi mấy cái bọn cái cung thủ kia nó bắn mình thấy khó chịu quá các bạn ơi. Thật sự nó bắn mình rất là khó chịu luôn á. Rồi, không sao. Lôi, đừng có tiếp diện. Nó đưa người khổng lồ ra rồi các bạn ơi. Mà nãy giờ mình quên ha, mình không lo sản xuất người khổng lồ. Bây giờ có thể là mình sẽ thua quá. Giờ sao ta? Không ổn rồi các bạn ơi, để mình xem coi mình có hỗ trợ gì không. Mình không có cái gì để hỗ trợ luôn các bạn à. Wow, căng dữ vậy nha. Căng quá các bạn ơi. Nó đang gọi là đánh cái gọi là gì ta, cung thủ của mình. Cố lên mấy anh cung thủ ơi, cố lên. Chạy đi. Rồi đánh đi. Không được rồi các bạn ơi, trận này căng quá. Nó có người khổng lồ nữa cho nên là khá là căng đối với mình nữa bạn ơi. Trận đầu tiên thua rồi các bạn ơi. Nói chung là trận cuối cùng mà, cho nên là nó rất là căng. Đấy, thua rồi. Thua rồi các bạn à. Tấn công đầu tiên nha các bạn. Tại vì á, nếu mà mình tấn công đầu tiên xong á, rồi nó sẽ gọi là hạ tiếp viện một lần. Đó, mình phải qua cái đợt này trước cái đã, rồi để nó tiếp viện. Đó, thấy không, nó thấy mình đông hơn nó lui các bạn thấy không. Rồi bây giờ nó chạy rồi các bạn ơi. Nó đã tạo ra phù thủy nữa kìa. Wow, bên nó cung thủ bắn mạnh như trời. Bên nó cung thủ bắn rất là mạnh các bạn ơi. Bây giờ mình tranh thủ là mình đánh nè. Đó các bạn thấy không, bây giờ mình tranh thủ mình đánh gọi là hạ cái tượng của nó. Rồi xong, bây giờ chạy nè. Đấy, bây giờ bắt đầu tụi nó bắt đầu xông lên rồi các bạn ơi. Căng rồi nha. Bây giờ mình lo lui trước. Ui mấy phù thủy đừng nha. Phù thủy, thôi phù thủy là cái con mà gọi là cần thiết nhất trong cái trận này luôn á. Nếu mà đánh nhau mà phù thủy mà gọi là ngẫm trước là thua đấy. Trời ơi, không đùa đâu. Không được rồi, phải có phù thủy các bạn ơi, bắt buộc luôn á. Rồi, người khổng lồ của mình đâu? Đây rồi, mình mới sản xuất ra các bạn ơi. Ây da, không được rồi, cố lên. Có phù thủy là được các bạn, tại vì phù thủy á, thứ nhất là nó có thể tạo ra thêm những thằng đệ nữa. Đó là thêm 2 đệ người que.
đó là mình có thêm được hai người đấy, cho nên là mình phải gọi là hạ có thêm mấy người này nữa cho nó chắc các bạn. Cố lên, lên đánh luôn, đừng có phòng thủ nữa, lên đánh đi đấy. Qua được cái đợt này là mình chắc chắn là mình ổn rồi các bạn à. Cố lên nha, qua được đợt này là coi như là mình ổn ấy. Rồi chuẩn bị nè, rồi đợt này chắc là ổn rồi các bạn ơi. Ôi, nó thêm người khổng lồ rồi, các bạn ơi. Rồi người phù thủy của mình đâu? Mình có phù thủy đằng sau lưng cho nên mình không lo. Này thì đánh nhau nè. Rồi phù thủy tuyệt chiêu cho tôi nói đi. Đúng rồi, phù thủy yếu lắm các bạn ơi, phù thủy nói chung là máu yếu xìu à. Rồi chuẩn bị nè, rồi đánh nhau với mấy này mình ổn rồi các bạn ơi, ổn rồi đó. Các bạn thấy không, Sparta của mình hả, chưa cái gì hết là gọi là chỉ còn có một người thôi nè. Đó, hồi nãy là rất đông luôn mà bây giờ còn có một người thôi, rất là tội nghiệp. Nhưng mà mình phải cần có thêm chiến binh Sparta nữa các bạn ơi, không có chiến binh Sparta không được. Rồi chuẩn bị nè, chuẩn bị lên rồi các bạn ơi, chuẩn bị lên rồi đó. Đánh, đúng rồi. Tụi này nó có cung nhưng mà cung nó yếu lắm bạn ơi, nó không có bắn được cung của mình. Này thì nè, rồi xong, người khổng lồ của mình coi như là đã gục ngã rồi các bạn à. Cố lên nào, những chiến binh Sparta ơi, cố lên. Đúng rồi, cố lên. Này thì, đúng rồi, phù thủy, có phù thủy ở đây không sợ, có phù thủy là không sợ các bạn ơi. Rồi, bây giờ là mình đánh cái nhà của nó trước. Nhưng mà mình nghĩ là mình chưa đánh liền đâu bạn ơi. Rút đi, đừng đánh nữa. Tại vì á, bây giờ á, nếu mà mình, ấy khoan, mình đánh được chứ, mình thắng luôn chứ, đúng không? Thắng luôn. Trời ơi, ngại gì vết bẩn nè. Nè, phù thủy nè. Đấy, ngại gì vết bẩn nè. Rồi, woo. Gì vậy, sao nó nghi vậy? Ấy, ô, cái tượng của nó. Oh no, lui gấp. Cái tượng của nó là một người que khổng lồ các bạn ơi. Oh what, ở đâu ra cái con này vậy? Con này còn bự hơn con hồi nãy nữa. Ai, rồi xong luôn. Thôi rồi Lượm ơi, cái con này nó còn bự hơn con hồi nãy nữa, phải làm sao? Ai, trời ơi nó bự kìa. Không được rồi, tấn công cản đường nó, đừng cho nó qua. Điều khiển một chiến binh Sparta đó các bạn ơi. Từ từ mình điều khiển một chiến binh Sparta. Đúng rồi. Phải tính hết các bạn ơi. Vô, cố lên. Này thì nè, đứng đằng sau lưng nó, đánh nó. Đúng rồi, mình tính hết cả rồi các bạn ơi. Trái. Ây da. Thấy không, nó biết mình đứng sau lưng nó nên là nó đánh mình, các bạn thấy nó khôn không? Các bạn thấy không, người que này nó khôn lắm. Ê, cố lên. Ê, đừng giảm em anh ơi. Cố lên nào. Trời, đội quân của mình thấy cảm giác là đang yếu dần rồi các bạn ơi. Yếu dần rồi, không sao. Mình còn người khổng lồ, bảo vệ. Hay lắm, mình còn một người khổng lồ gọi là cản đường tụi nó. Hay quá. Ê, cho em qua. Đúng rồi anh ơi, em qua. Ê, anh ơi. Tức lắm các bạn ơi, thấy chưa? Trời ơi, chùm cuối gì mà nó đơn giản như đang giỡn vậy trời. Trời, hay là do mình quá pro. Chiến thắng chùm cuối rồi bạn ơi, nó ngủ luôn hả? Ê, dậy đi chứ, đang đánh nhầm. Ê, cái gì vậy? Ê, đừng. Này thì đánh nè, trời ơi. Thấy chiến binh Sparta chưa? Kết thúc liền, quá dữ, quá ghê gớm. À, anh chiến binh Sparta này hơi bị ngầu bạn ơi. Yeah, thắng rồi. Yeah. Đây, tiêu diệt xong chùm cuối rồi các bạn ơi. Ở đây thì mình thấy còn gọi là có 3 cái chế độ mà mình chưa chơi thử nè. 1, 2, 3 nè các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ chơi thử chế độ nhiệm vụ là gì đây. Để coi nhiệm vụ nó ghi là nhiệm vụ gì đây. Oh. Wow. Nhiệm vụ gì 180 mấy vậy? Normal thôi. Nói chung là nhiệm vụ này hình như là đánh nhau các bạn. À, mình có thể nâng cấp cho đội quân của mình nè. Bây giờ mình nên nâng cấp cái gì đây ta? Mình nên nâng cấp đó là mình có 8 điểm lận, mình nên nâng cấp đầu vàng cho mấy anh này đi. Rồi sau đó mình sẽ nâng cấp chiến binh Sparta đó các bạn. 1 điểm nè. Đấy. Rồi, cầm cái giáo lên cho nó châu tí. Thanh niên này cầm cung đúng không? Anh niên này cầm chùy đúng không? Lên kiếm. Đấy, rồi. Vô, để xem coi là như thế nào. Đấy. Cái này là nhiệm vụ bình thường thôi đúng không? Trời ơi, có cục đá giữa đường nè. Ui tiền quá trời luôn các bạn. Từ, tranh thủ sản xuất liền. Ôi tiền quá trời luôn bạn ơi. Ôi, nó qua đâu vậy? Ê, từ, tôi chưa sản xuất xong mà. À, cái này nó sản xuất nhanh lắm các bạn. Trời ơi, nó mặc đồ gọi là người thổ dân các bạn ơi. Nó khá là ghê gớm ấy. Rồi vậy là phải sản xuất ra nhiều các bạn ơi. Rồi mình hiểu rồi, ở đây nó cho mình rất là nhiều tiền và mình phải sản xuất ra nhiều hơn nữa. Rồi từ mình đứng phòng thủ rồi. Tụi nó tới là tụi nó gọi là đánh mình các bạn, cho nên là mình không có dám lên. Trời ơi, nhìn đội quân của nó, mình hơi rén rồi đó. Wow, nhiệm vụ tuần này cũng hay nè các bạn. Quan trọng là mình phải phá hủy được cái bức tượng này nè. À, bức tượng của nó là mặc đồ gọi là anh thủ dân luôn nha các bạn ơi.
Rồi chuẩn bị nè. Lên, lên, đúng rồi. Lên 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 lên. Này 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 này. Này thì đây đúng rồi, phù thủy đâu? Phù thủy đâu? Mình ôi mình sản xuất quá trời phù thủy luôn các bạn ơi. Có bộ là mình khá là trâu hơn nó đấy. Có bộ là mình cứng hơn nó các bạn ơi. Mình phù thủy quá trời luôn nè. Thấy chưa? Cố lên, đừng để thua, đừng để thua. Đừng để thua mà. Cố lên. Ui mình nhiều phù thủy hơn nhưng mà sao mình đánh thua nó vậy ta? Phù thủy mình nhiều hơn là tính ra mình phải gọi là đánh được tụi nó chứ. Phải bền hơn tụi nó chứ. Không sao, không sao. Mình tập trung đi, mình tập trung đi. Có thể là do nó nâng cấp bên nó VIP hơn bên mình cho nên là bên mình không chịu nổi các bạn ơi. Quay không được, mình phải điều khiển một anh Sparta lên mới được. Mình phải chơi chiến thuật này thôi các bạn ơi. Chơi chiến thuật này thôi. Đó, phù thủy của mình mạnh đó chứ bộ. Ê, ừ đúng rồi, phù thủy mình khá là mạnh đó chứ, bị yếu đâu. Nè. Này thì đánh anh nè. Rồi, từ từ chạy ra sau lưng đó. Nè. Này thì đánh anh nè. Phù thủy nè. Thấy chưa? Mình các bạn thấy chiến binh Sparta của mình xịn không? Chiến binh Sparta của mình gọi là hạ đứng sau lưng nè. Đấy. Nói chung là chỉ cần có người bảo vệ cho phù thủy thôi là chúng ta có thể đánh được. Nhưng mà bên nó gọi là tụi nó ra giết luôn các bạn ơi. Sao đánh? Nếu mà cứ tiếp diễn như thế này là bên mình chịu không nổi đâu. Đấy thấy chưa? Nó tiếp diễn như thế này là bên mình chịu không nổi bạn ơi. Bên mình cung cũng còn cũng rất nhiều rồi. Ây da, cố lên anh, mấy anh ơi, mấy anh cố lên mấy anh ơi. Mình phải cho team phù thủy ra mới được. Hay là cho team Sparta đi, thôi Sparta đi. Ui trận chiến này đánh khá là căng các bạn ơi. Lần đầu tiên thấy trận chiến này hay vậy đó. Tại vì cái trận này á mình thấy là được sản xuất ra nhanh hơn. Và đánh nhau rất là đã hơn luôn mấy cái trận chiến kia. Các bạn thấy không? Đánh nhau đã không? Thấy không? Được gọi là hạ ra được nhanh hơn nè. Đánh nhau nó đã hơn nè. Rồi mình sẽ cho gọi là hạ anh kiếm ra nữa. Mấy anh cầm kiếm ra cũng được nè các bạn ơi. Đấy thấy chưa? Cố lên. Cố lên nào. Đấy phù thủy đâu thì chiêu. Đó. Đứng nó đứng cục cục như thế này nè, phù thủy chiêu là ngon luôn các bạn ơi. Ui nhưng mà nó sản xuất ra liên tục vậy sao mà mình đánh lại ta? Mình đang thắc mắc là nó sản xuất ra liên tục như vậy sao đánh lại. Wow. Căng dữ vậy ta. Chắc là phải cần thêm phù thủy thôi các bạn ơi. Cần thêm thôi mình chiến binh Sparta. Ê, mình đang đẩy lùi tụi nó nè. Mình đang đẩy lùi được tụi nó nè. Hay lắm. Lên lên, đúng rồi. Đúng rồi, lên 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 lên. Nó chạy rồi. Nó chạy rồi. Đuổi theo. Quan trọng là gọi là phá được cái tượng này thôi các bạn ơi, chứ không có cần gì hết á. Cái tượng kìa anh Sparta, cái tượng. Đúng rồi, đánh cái tượng đi. Đánh cái tượng đi dí theo làm gì? Mệt ghê á. Đó. Quan trọng là như vậy thôi các bạn ơi. Chủ yếu là như vậy thôi. Wow. Trời ơi phù thủy, các bạn thấy phù thủy nổ cái tượng nhanh không? Quá nhanh luôn các bạn nhìn nè, nổ nè. Bùm. Các bạn nhìn máu nè. Bùm. Bùm, thấy ghê chưa? Quá ghê luôn á chứ. Ê, khoan từ từ. Nó có tiếp viện các bạn ơi, nó có tiếp viện. Trời ơi, tiếp viện người khổng lồ. Lui. Lui 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 lui. Rồi xong rồi phù thủy của tôi ơi. Phù thủy ơi. Đừng như vậy mà phù thủy ơi. Mỗi lần mà đánh nhau mà gọi là trời ơi, người cái bên tiếp viện của nó nhìn cực gắt luôn. Trời ơi, lên em ơi. Rồi, cố lên. Phải chiến thắng nha. Rồi, chuẩn bị nè. Nó lên rồi các bạn ơi, chuẩn bị nó lên rồi các bạn ơi. Chuẩn bị nè. Wow, 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 wow. Ê, lui, 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 lui. Mình thấy hình như là có vấn đề với mấy này sao á. Nó nghiêm vậy ta? Mình thấy nó nghiêm các bạn ơi. Các bạn thấy nó nghiêm không? Rồi, vô. Ây da, đơn. Này thì đứng nghiêm nè. Đứng nghiêm nè, lên nè, lên nè. Phù thủy đâu? Phù thủy đi chậm quá bạn ơi. Phù thủy rồi nói chung là hơi già yếu rồi, cho nên đi khá chậm. Không sao, trời ơi bên nó leo que vậy cũng làm gì được mình đâu. Nó chỉ có một người khổng lồ thôi, còn ngoài ra nó cũng có leo que mấy kia bạn ơi. Vậy là bên mình thắng chắc rồi. Thắng là chắc 100% rồi các bạn ơi. Rồi, tuyệt vời mặt trời. Ấy, ấy, trời ơi. Quá hay luôn. Trời vậy mà mình sợ bạn ơi. Thắng chắc rồi vậy mà sợ. Trời ơi lên nè. Tụi nó rút lui rồi. Rồi, nè nè nè. Này thì cung thủ nè, các bạn thấy không? Phù thủy bên mình đánh cái một là thắng liền. Quá ghê. Ai da, nó ra, nó dẫn còn ra các bạn ơi. Thắng rồi, thắng chắc rồi. Yeah, thắng rồi. Hỏi qua chế độ giải đấu nha các bạn. Thử xem coi chế độ này như thế nào. Chơi bình thường thôi, chứ không có chơi dám chơi nhiều. À, nó kêu mình chọn là avatar đúng không? Nhảy cho nó ngầu các bạn ơi. Rồi, đi sao đây? Vòng đấu đầu tiên đúng không? Vậy là mình phải tìm đối thủ rồi. Ôi, chơi vòng tiếp theo nè. Vô. Wow, bên kia là một gọi là người que bà cụ đang ngồi ghế, đang len các bạn. Let's go. À, trước tiên mình phải nâng cấp người khổng lồ của mình lên trước. Sau đó mình nâng cấp mấy anh gọi là hạ này. À, mình hình như là cái nón này có cặp. Ui, nón xịn luôn bạn ơi, nâng cấp lên cái nón xịn luôn nè. Cung thủ lâu đài mình phải nâng cấp lên cái nè. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cấp chiến binh Sparta của mình. À không, phù thủy các bạn ơi, phù thủy nên nâng cấp nha. Phù thủy rất là có cần thiết cho mình. Rồi, ơi mình thử nâng cấp chiến binh Sparta lên thử coi VIP cỡ nào ta. Wow, VIP lắm các bạn ơi. Cầm cái khiên lên nữa.
thiên lên cái nè, cung thủ thì mình cần như vậy thôi. Đó, cung thủ mình nâng cấp lên, cho nó đổi nón nè. Rồi, cái này là gì đây? 100 điểm trúng cho mỗi cấp nè. 100% điểm trúng luôn các bạn ơi, ghê vậy. À, mình nên nâng cấp thêm gì đây ta? Phải suy nghĩ thật là kỹ để nâng cấp cho nó chuẩn các bạn ơi. Sparta đi. Wow, Sparta mình lên vàng rồi nha các bạn. Uầy, quá ghê gớm. Let's go. Để xem coi đấu với thanh niên này như thế nào đây. Bên kia là sao đây? Wow, bây giờ mình lo sản xuất thôi. Sản xuất rất nhanh. Mới vô nó cho người khổng lồ ra rồi các bạn ơi. Này khôn thiệt. Này khôn thiệt các bạn ơi, nó khôn thiệt á. Mình sẽ cho người khổng lồ của mình ra luôn. Rồi, chuẩn bị lên. Trời ơi, nãy giờ chưa lo sản xuất nữa, lo đánh nhau rồi. Mấy này sao nó gọi là nó hổ báo chịu mẫu giáo vậy ta? Chưa sản xuất mà lo đánh nhau rồi. Bên này nó hổ báo thật sự ấy. Thấy chưa? Này thì hổ báo anh có gọi là người Sparta cầm gọi là giáo vàng nha, đừng đùa với anh nha. Anh không đùa đâu. Đấy, đừng đùa với anh. Sản xuất ra nè, sản xuất ra nhanh mà. Đấy, đừng đùa với anh. Phù thủy ra đâu? Phù thủy đâu? Tiệt chiêu cho nó sợ coi. Bây giờ cần phù thủy bạn ơi. Trời ơi, nó sản xuất ra mấy người cầm kiếm quá trời các bạn ơi. Nhưng mà nó có sản xuất. Nó không sản xuất ra kiếm tiền. Các bạn thấy không? Sai lầm rồi bé ơi. Nói chung là không có kiếm tiền thì sao mà chúng ta gọi là có thể tạo ra được mấy người kia đúng không? Phải cần có những người kiếm tiền như thế này. Và nó không có kiếm tiền các bạn ơi. Wow. Cái gì đây? Nó nói là hạ gíp gì đó bạn. Ui, nó cho thêm tiền. Nó cho thêm tiền các bạn ơi. Vậy là mình cần phải sản xuất ra thêm rồi. Nó cho mình thêm tiền. À, tụi nó sản xuất ra nè. Đó, thấy chưa? Nhưng mà nó vẫn không sản xuất ra người đầu vàng các bạn. Tụi này nó lì thiệt. Đầu vàng là cần thiết mà không sản xuất ra. Sai lầm của bé rồi bé ơi. Ôi bé ơi. Này thì lên anh em. Trời ơi không, lần này. Ôi, quýnh nó bay này vậy. Ê, thanh niên kia ăn gian nha. Ăn gian nha, phù thủy chạy đi phù thủy ơi. Chạy đi phù thủy. Ây da, hình quá. Nó định ăn gian các bạn. Quýnh nó bay tuốt lần kia. Ghê thiệt. Quýnh gì mà bay dữ vậy. Lên luôn. Phù thủy đâu? Phù thủy. Đang cần phù thủy. Phải có phù thủy mới được các bạn ơi. Bên đó có phù thủy không? Bên đó có phù thủy các bạn ơi. Chính mình Sparta của mình đâu? Lên. Phải hạ gục được phù thủy bên nó. Đúng rồi. Phù thủy bên nó phải bị hạ gục. Này, trời ơi, mình phóng lao luôn nè các bạn ơi. Nè, hồi nãy mình phóng lao luôn bạn. Ôi bây giờ mình có cầm kiếm nè. Chính mình Sparta mình có cầm kiếm nè. Hay lắm. Rồi lên. Lên tiếp tục nào. Không cần cái kiếm. Ôi nó có gì? Nó có mùi mũi tên. Lui. Nó có mùi mũi tên các bạn ơi. Nó chơi ăn vàng quá. Chơi quá ăn vàng luôn. Quá là ăn vàng nha. Chơi gì mà mua mũi tên vậy? Quýnh không lại mũi tên à. Chơi không được rồi đó. Lên luôn nè. Lên. Mọi người ơi, lên mọi người ơi. Trận chiến này nói chung là căng lắm. Phải làm sao để chiến thắng được thanh niên này. Mình đang đấu với người ta nha các bạn, chứ không phải là mình đấu với máy đâu. Rồi, này thì đấy. Đùa hả. Nè, này thì phù thủy đâu? Phù thủy chỉ cần nổ một cái thôi là mấy đứa kia nó yếu máu liền. Thấy không? Phù thủy mình đánh girl. Văng ra xa liền các bạn. Quá mạnh. Này thì tới đây. Wow, trận chiến này thắng rồi, nó rút rồi. Nó chạy rồi. Hồi nãy nó chơi thì chiêu mưa mũi tên các bạn. Nhưng mà đối với mình thì không có xi nhê. Rồi, đánh tượng thôi, đúng rồi. Cha. Rồi, nó có tiếp viện không? Nó có tiếp viện các bạn ơi, nhìn kìa. Đang rút lui kìa. Không được rồi, nếu mà đánh như thế này mình thua quá. Không, chơi luôn chứ, sao thua được. Tiếp viện nó có gì đâu. Tiếp viện nó có mấy cái leo que à. leo que nè. Rồi, trời. Thật sự cái này nó quá đơn giản luôn mày. Đánh nhà. Đúng rồi. Một chàng pháo tay thì lần này mình quá pro, quá đẹp trai luôn các bạn. Mình thắng dễ dàng luôn, thấy không? Các bạn thấy không?